Người ta nói rằng đàn ông thường không diễn đạt tình thương của mình bằng lời nói, họ chỉ âm thầm hành động. Đối với họ, yêu thương là quan tâm, yêu thương là chăm sóc, yêu thương là sẻ chia, yêu thương là bảo vệ. Suốt 30 năm qua, ông ấy luôn chọn đèn Philips để chiếu sáng cho không gian sống của cả gia đình. Với tiêu chuẩn iComfort, Philips mang đến nguồn ánh sáng chất lượng cao, êm dịu cho mắt. Vì tình thương giống như ánh sáng, luôn luôn tồn tại. Philips iComfort, ánh sáng dịu êm, bật yêu thương, soi hạnh phúc. Innovation and you, Philips.